Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là SP Gamer đây. Hôm nay mình sẽ chơi cái trò chơi cover gì đây nè. Chơi thử coi nào. Cái này này quả cam rồi. Quả cam cover Orange. Cái này thì chơi như thế nào đây? Gì vậy? À, cho mấy cái quả cam mà nó tránh mưa cái game này thật sự là rất là vớ vẩn đi. Cái này thì chơi làm sao đây? Ủa xong rồi. Thôi xong. Hai quả cam. Tội nghiệp. Thôi, đi một quả rồi. À để mình thả thử vào cái quả bom này xem nào. À, được, được. Nó cũng có một cái gì đó hợp lý đấy chứ. Qua là mình phải nghiên cứu một tí thôi nó mới được. Cái này là phải nghiên cứu nữa chứ không nghiên cứu là không được nha. Giờ không biết cho cái quả cam nó rớt vào đâu đây. Thử vào cái chỗ này đây nè. Đúng không? Được luôn đấy chứ. Chắc không sao đâu. Ok, thắng rồi. Quả này thì rớt vào đâu rồi nhỉ? Xuống đây. Rồi cho quả cam mà. Ok. Cái game này nó cũng dễ lắm đấy, không khó lắm đâu. Nó hơi tào lao một tí. Chỉ để dành cho trẻ con thôi. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video game tiếp theo.